Bằng một niềm tin xác tín rằng ẩn đằng sau bức màn dày hàng ngàn năm của lịch sử dân tộc là một nền văn minh trang phục rực rỡ, đoàn làm phim chúng tôi đã lần theo những chỉ dấu mà tiền nhân để lại trên các cổ vật, từ trống đồng, thư tịch, tranh tượng đến từng mẫu giải nhỏ được cất giữ tại các viện bảo tàng, các nhà sưu tập từ Bắc vào Nam, cả trong và ngoài nước, để chứng minh sự độc đáo về trang phục của một dân tộc mà ngay từ tên gọi đã có dấu vết của nghề nuôi tầm vật vải. Với sự giúp đỡ của nhiều chuyên gia cố vấn lịch sử, khảo cổ, mỹ thuật, cuối cùng, tuy chưa thể phục dựng đầy đủ bức tranh tổng thể về lịch sử trang phục Việt, nhưng bộ phim phần nào mang lại những phác họa cơ bản để từ đó người xem hình dung được vẻ đẹp sang cả mà đôn hậu của tổ tiên, một vẻ đẹp ẩn chứa sức sống quật cường của dân tộc Việt. Trong những tập phim trước, chúng ta đã lần dở những bộ trang phục lộng lẫy hoàng triều. Còn đời sống bình dân ra sao, người dân thời cận hiện đại ăn mặc thế nào, dù rất gần với con người hiện nay, chưa hẳn ta đã hiểu hết. Từ trang phục vua quan đến trang phục bình dân vốn có một khoảng cách xa vời, nhưng khoảng cách đó cũng thu hẹp lại vào cuối thời phong kiến. Nhà thơ Đỗ Trung Lai viết: "Nước gió cây mây, miền Tây Nam Bộ, đi vào mênh mông, dạ này chợt ngộ." Đoàn làm phim chúng tôi đi về đồng bằng sông Cửu Long, một vùng sông nước Nam Bộ. Men theo triển sông, chúng tôi tìm đến nhà ông Trương Ngọc Tường, người dành hầu hết cả đời mình lăn lộn cho nền văn hóa đất mẹ và được mệnh danh là ông già Nam Bộ. Ông đem bộ sưu tập nón mũ giày dép và trang phục giới thiệu với chúng tôi. Chưa chồng nón thúng quai thao, chồng rồi nón rách quai nào thì quai. Câu ca dao mà hầu hết chúng ta đều biết, nhưng nón thúng quai thao thế nào không hẳn ai đã hay. Đó là chiếc nón lá rộng dành, bên trong có quầy để đội khít vào đầu. Người Bắc Bộ thường buộc dải lụa dài làm quai, nhưng với hai chiếc nón của ông già Nam Bộ, quai thao buộc bởi vài chiếc anh lạc và chùm dây ngũ sắc. Chiếc nón chóp nhọn và bằng dành của cư dân người Hoa đem theo từ Trung Quốc đã có mặt ở nước ta vài trăm năm nay. Loại nón này không lớn, lợp lá ở trong khung đan, thường được ngư dân đội khi ra khơi đánh cá. Còn đây là cái nón lá của người Gò Công, bằng lá gì nước. Cái đặc biệt mới sưu tầm. Còn đây là cái nón lông. Cái này cái nón lông chóp thao của mấy quan chức ngày xưa. Hãy khi quan chức mà đi ra đường á, đầu đội mũ nón, chân đi guốc dép là những phục trang thông thường, cũng như ngược lại là đầu trần chân đất là thành ngữ nói lên sự vất vả của người lao động. Thực tế thì thế kỷ thứ 19, đi đất là phổ biến trong dân gian Việt Nam. Đôi guốc ngu này có chốt kim loại gắn đầu guốc để người ta lồng ngón cái vào đó. Còn nữ thì nó nhỏ, cái đôi guốc nó thon mà cái gù ngà này nó nhỏ hơn, rồi nó có loại gù ngà, có cái loại ngụ xương, ngụ gỗ, ngụ sân, nó tùy theo cái giá bán ngoài thị trường á. Cái ngà nó mắc mà xương là nó bán rẻ, bằng sân bằng gỗ thì nó bán rẻ, bằng tre nó rẻ hơn. Đôi giày này thì nó sản xuất tại Sài Gòn, có số rồi, nhưng mà cái này khoảng đầu thế kỷ 20, bằng da. Khi văn hóa của người Hoa du nhập, những đôi hài cườm giống như giày sục gắn hạt cườm ở vỏ hài rất mỹ miều. Nó làm luôn nguyên một cái túi vậy, xếp lại. Đôi giày bằng da mỏng này thì lại đặc biệt ở chỗ khi đi xong nó có thể gập lại và đút vào bao đựng. Thì đặc biệt ở Nam Bộ đó, cái khăn xếp đợt đấy đó là cái người bình dân đằng trước là có chữ nhân, và cái lớp này cái lớp đó có 5 lớp hay là 6 lớp thôi. Còn quan chức ấy, thì nó là chữ nhất.
mà nó có tới 8-9 lớp. Cho nên ở Nam Bộ coi coi chừng cái thằng đó là dân 7 lớp hay là thằng dân 9 lớp. Ha, dân 5 lớp hay là dân 9 lớp? Dân 9 lớp tức là quan chức, mà dân 5 lớp là dân nghèo, dân bình dân. Đó. Thì như vậy đây là cái khăn của một ông quan chức, chữ nhất 9 lớp, và đây là một cái khăn của người bình dân. Cái khăn này gọi là cái khăn đóng. Thì người ta làm cái một cái loại khăn. Ha. Người ta trùm đó. Cái này gọi nôm na gọi là khước cá kho. Giống như khước cá vậy đó, gọi là khước cá kho. Như vậy là cái khăn ở Nam Bộ nó xếp từ cái khăn xếp, khăn đóng, và đến cái khăn này nó gọi là cái khăn chụp. Cái này là bằng một chất vải đen gọi là tố. Không có hoa văn. Nút hay nút ngà to. Ở trong này đó, cái áo này có hai lớp, gọi là cái áo lót, có hai lớp, ở trong này lót bằng gấm. Gấm có hoa văn. Cái áo nặng. Đặc biệt á là có đậu sống. Cái kiểu áo này gọi là cái kiểu áo năm thân, tức là ghép bằng năm miếng vải tố. Lý do tại sao? Bởi vì cái vải ngày xưa dệt theo lối thủ công á, bề ngang có 3 tấc. Sau này đó, người ta không đậu sống nữa là lý do là cái vải sau này đó, người ta dệt cái khổ rồi sau này tới 6 tấc lận. Cái áo này dùng cho mùa đông. Thứ hai là dùng cho quan chức hay mặc cái này. Cái nét đặc biệt của trang phục của người Nam Bộ xưa đó là cái thứ nhất á là vải rất là cầu kỳ. Nó gồm có vải, the, tố, lương, gấm, lụa, nó có nhiều loại. Đa số là dệt bằng tơ tằm hoặc là chỉ bông. Cái nét thứ hai là màu sắc thì rất là giản dị, đa số là dùng màu đen, trừ trường hợp áo cưới. Áo cưới cô dâu thì thí dụ như cô dâu thì ở ngoài đỏ hoặc là hồng, ở trong là vàng, nó là xanh. Áo của nam thì ở ngoài xanh, ở trong là đỏ hoặc là hồng là vàng. Tức là cái áo cưới thì màu đẹp nhiều màu. Cái nét thứ ba là mai á thì rộng thùng thình. Hay càng lễ phục thì càng rộng nữa. Tức là lễ phục có thí dụ như cái áo tế hay là cái áo cô dâu chú rể thì nó rộng, tay rộng và dài. Còn cái loại áo dài của nam hay nữ khi ra đường thì nó ngắn, nó gọn hơn một chút, nhưng mà cũng may rất là rộng thùng thình. Câu nói của Mệnh Tử tức là râu tóc là do cha mẹ sinh ra, cho nên không được cắt bỏ. Cái đó là cái đạo, giữ cái tóc, râu cái tóc là giữ hiếu đạo. Đó. Cho nên là nam hay nữ ngày xưa đều phải để tóc dài. Thậm chí người Trung Quốc cũng để tóc dài. Đó, đời nhà Minh á là nam á là để tóc dài. Đến đời nhà Thanh á thì chỉ có một cái chuyện thôi. Tức là theo tục lệ của Mãn Khanh á, bắt đầu nó người ta cạo giáp dòng nam á, cạo giáp dòng chừa thắt bến dài. Chỉ bao nhiêu thôi là 3.000 người Trung Quốc chạy qua Nam Bộ mới lập Mỹ Tho đại phố, Nông Nại đại phố rồi đó. Đó là gọi là xung đột diện quá. Ngày xưa đó ở Nam Bộ này á, nữ hay nam mà khi mà có cái búi tóc, nhất là cái đợt mà vận động đổi mới năm phong trào Duy Tân 1906 là 1910 mấy đó, là thanh niên mà muốn cắt cái tóc thì phải lên làm lễ tổ tiên, phải xin phép người lớn tuổi rồi mới được cắt. Ví dụ như bà chị tôi 100 năm mấy mà đi uống tóc đó, cắt cái búi tóc mà đi uống tóc là phải xin phép ông nội tôi. Cô biết là nó làm dè, nó ca, nó châm mấy cái cô gái mà uống tóc ngắn như là uống tóc quăng như lông chó xù, mang bắp đồng không có đồng xu, nó ngạo dữ lắm chứ phải thường đâu. Chúng tôi cùng nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư đến xem triển lãm Sài Gòn qua bưu ảnh xưa. Đầu thế kỷ 20, mặc dầu những cuộc khởi nghĩa văn thân chống Pháp vẫn nổ ra và nhiều phong trào yêu nước khác, nhưng căn bản người Pháp đã bình định được thuộc địa. Văn hóa kỹ thuật phương Tây du nhập, hòa trộn với văn hóa phương Đông. Ba thành phố lớn, Hà Nội, Huế và Sài Gòn có những thay đổi căn bản trong đời sống thành thị và được phản chiếu qua những tấm ảnh và bưu thiếp đương thời. Đô thị được quy hoạch như những thành phố phương Tây mà Paris là hình mẫu đặc trưng. Những công sở, tòa thị chính, những con phố được đánh số nhà từ phía Bắc và những villa có vườn tược xinh đẹp.
Ở khung cảnh đó thì tầng lớp thị dân mới cũng hình thành. Nam Kỳ xưa được hoạch định bởi các vua Nguyễn. Năm 1862, Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông gồm Gia Định, Định Tường và Biên Hòa. Đến năm 1867 lại chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây gồm Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Nhưng đến năm 1882 mới có vị thống đốc dân sự đầu tiên tên là Charlemagne de Villiers. Qua những bức ảnh, người lao động bình dân, Việt và Hoa hiện lên muôn vẻ. Họ đi chợ, bán rau, trái cây, bán phở, cạo râu, cắt tóc, xem bói, kéo xe tay, mặc những chiếc áo dài ta, hai thân giản dị. Đàn ông đội những chiếc nón chóp nhọn, đàn bà chích khăn mỏ quạ kín cả khuôn mặt. Những người kéo xe có cả một nghiệp đoàn, và họ thường mặc áo ngắn, quần ngắn, thậm chí để trần. Những bộ đồng phục cho các học sinh xuất hiện giống như các trường học bên châu Âu. Bên cạnh những phụ nữ ăn mặc kiểu nâu sồng, áo hai thân hoặc tứ thân truyền thống, còn có những thiếu nữ với chiếc áo dài tân thời được thiết kế bởi hai họa sĩ Lê Phổ và Cát Tường, một sản phẩm kết hợp kiểu thức truyền thống với thẩm mỹ hiện đại mà thành. Phụ nữ Nam Bộ thường đeo nhiều dây chuyền vàng hoặc bạc lớn. Các cô gái chưa chồng có thể để một lọn tóc hoặc hai lọn hai bên. Phụ nữ đứng tuổi búi tóc cao và buộc khăn đầu, cài lược, cài châm vào búi. Những gánh hát bội hay tuồng được hình thành dưới ảnh hưởng của kinh kịch Trung Quốc, nên những trang phục một phần gắn bó với xuất xứ các vở diễn, một phần gắn với phục trang phong kiến đương thời. Từ những tấm ảnh này, người ta có thể nhìn thấy và hình dung đời sống tập tục trăm năm trước của con người Việt Nam nói chung, người Nam Bộ nói riêng, trong đó sắc thái của cộng đồng Hoa Kiều luôn hiển hiện rõ nét. Cũng giống như triển lãm ảnh Sài Gòn, triển lãm ảnh Hà Nội, Huế và Sài Gòn và các vùng phía Bắc xưa là những hình ảnh sống động của phong tục tập quán và tất nhiên là phục trang mà chúng ta đang tìm hiểu. Những quang cảnh rộng về đời sống nội thành với kiến trúc mới và các vùng ngoài ô còn nhiều làng xã cổ cho thấy những bước thay đổi của con người nhanh hoặc chậm qua phong mạo của họ. Cái tên kiến trúc thuộc địa chẳng có gì hay ho, nhưng thực sự những kiến trúc sư Pháp đã tìm cách xây dựng được nhiều công trình hòa nhập với địa lý khí hậu Việt Nam, đưa lại không quá đột ngột cái thẩm mỹ phương Tây trong kiến trúc so với những ngôi nhà đô thị Thăng Long xưa, mái dốc một tầng hoặc tầng rưỡi. Tàu điện xuất hiện trên những con đường hẹp, xe đạp do những ông Tây lượn trên phố, bên cạnh đó vẫn là xe kéo tay và xe ba gác. Phần lớn đàn ông vẫn đội nón tam giác và đàn bà mặc áo tứ thân năm thân, chít khăn mỏ quạ và đội nón thúng. Người Pháp và những bộ Âu phục, mũ cát cao, lác đác trên đường. Sinh hoạt ở Hà Nội lúc đó vẫn mang tính nửa thành thị, nửa nông thôn. Chỉ đi ra ngoài năm cửa ô chút ít đã là các làng mạc còn rất hoang sơ, cũ kỹ. Chít khăn, mặc áo ngắn, quần ống sớ và đi đất cũng phổ biến ở cả ông già và trẻ con. Những dấu hiệu của thời đại mới đã xuất hiện như cắt tóc ngắn, để răng trắng và âu phục. Vào mùa hè, các cô gái và phụ nữ nói chung để tay trần mặc yếm ra đường. Yếm là một loại áo trong khá gợi tình vì nó để lộ rất rõ hai vai, hai tay và cả tấm lưng người phụ nữ. Là mảnh đất tự trị duy nhất của Vương triều Nguyễn trong thời thuộc Pháp, Huế và miền Trung vẫn giữ những nét cổ kính trong xã hội cận hiện đại. Những thân vương, quan lại và lính tráng vẫn ăn mặc theo lối cổ khi vào đại nội hoặc tham gia rước sách, xa giá việc triều đình. Vương triều Nguyễn không chỉ có quy chế về trang phục triều đình mà còn có định chế về trang phục dân gian, tất nhiên rất đơn giản thôi, vì bản thân người dân cũng không có xu hướng ăn mặc cầu kỳ khi đại bộ phận dân số là nông dân. Tuy nhiên, những gánh hát chuyên nghiệp phục vụ cho hoàng gia ăn mặc lại khá diêm dúa, cũng là một cách giữ lễ và trang trí. Những trường học theo chương trình mới xuất hiện, giáo sư là người phương Tây và học sinh búi tóc cao hoặc vấn tóc kết dành,
và mặc đồng phục áo dài cũng đã rất gần với chiếc áo dài tân thời của những năm 30. Những trang phục phục chế đang trình diễn trên màn hình cho ta một hình ảnh cơ bản về cách ăn mặc của người dân. Áo vỉ buồm như một mảnh vải khoét lỗ chui đầu và buộc đai lưng. Chiếc quần lá tọa rộng dài mà người mặc vắt đai quần qua sợi dây đeo bụng. Đối với người dân, trước tiên ăn cốt no, mặc cốt ấm. Cái đẹp đi sau nhưng không phải là không có. Và cái đẹp phải đi đôi với cái chân thiện, kín đáo, đứng đắn luôn là tiêu chuẩn. Càng vào phía Nam, trang phục dân gian thời Nguyễn càng có vẻ xuềnh xoàng hơn, nhất là trong sinh hoạt thường ngày và khi lao động. Đàn bà Bắc Bộ mặc yếm để tay trần, đàn ông Nam Bộ cởi trần trong mùa nóng là điều không hiếm. Áo tứ thân với 4 vạt, 5 thân với 5 vạt lại khá điệu đà, riêng tay thì nối ống do khổ vải hẹp. Đàn bà vấn tóc, búi tóc, quấn khăn vành, thiếu nữ tết tóc, để lọn tóc đuôi gà. Đàn ông búi tó, xõa tóc dài, để râu. Đến thời cận đại thì cắt tóc ngắn, vấn khăn đầu hoặc đội khăn xếp. Trang phục dân gian thời Nguyễn còn kéo dài đến cuối thế kỷ thứ 20 với những đổi thay chút ít về kiểu cách. Đôi khi chúng được sử dụng như một thứ thời thượng. Cái trang phục của dân tộc nó biểu hiện cái nền văn hóa, nói một cách nó sâu hơn thì gần như là biểu hiện cái hồn của dân tộc. Chúng ta vẫn giữ được cái cốt cách người Việt Nam bắt đầu từ cái trang phục. Nó giúp chúng ta có một cái ý thức là bảo tồn những cái nét đẹp cũ và để hội nhập với những cái nét đẹp mới, cả tinh thần lẫn thể chất. Hồi trước á, những người Việt Nam hiểu mà bần cúc phục á, cũng rất đẹp. Mà có những người có thể nói rất là trung thành với cái bộ cúc phục đó, biểu hiện ở ba miền của ba nhân vật rất là tiêu biểu, là miền Bắc là cụ Nguyễn Văn Tố, hồi cụ làm bộ trưởng ở trong chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đầu tiên, người ta bận đô tấy hay cả, nhưng mà chỉ mình cụ là bận áo dài khăn đồng. Ở miền Trung là cụ Huỳnh Thúc Kháng, và ở miền Nam là ông Trương Bình Kỷ. Thì bây giờ chúng ta cần phải khôi phục lại. Thì năm nào đến số xuân của Bảo Xưa Nay thì tôi cũng vừa viết lại một cái bài để nhắc nhở lại cái nguyện vọng của tôi là muốn khôi phục lại cái quốc phục của mình. Nhất là còn điểm mà tôi lấy làm tâm đắc nhất là ở trong cái hội nghị APEC mấy năm trước đấy, không học ở Việt Nam nhưng học ở các nước, thì tôi thấy được cái phiên họp cuối cùng các cái nước chủ nhà họ có đều mời các vị quốc khách bần khi quốc phục của họ để chụp cái ảnh kỷ niệm. Thì lúc đó tôi đã lo lắng về cái trường hợp của Việt Nam mình. Nếu mình không còn công nhận cái quốc phục thì rồi một ngày kia hội nghị APEC ở Hà Nội thì chúng ta lấy áo nào, lấy bộ y phục nào để mời cả quý quốc khách bần? Chẳng lẽ mình mời người ta bần đô tấy, bởi đô tấy không phải là quốc phục của Việt Nam mình. Thì may sao mà kỳ họp APEC vừa rồi ấy, thì là chính phủ ta đã mời cả quý quốc khách bần cái áo dài. Đó là một điều mà tôi thấy rằng cái nguyện vọng áo ủa của tôi lâu nay đã được hiện thực, thì tôi rất mừng. Có thể nói nghề trồng dâu nuôi tầm, dệt vải, dệt lụa và may mặc dù chỉ ở mức độ làng nghề nhưng lại khá chuyên nghiệp. Chính vì thế mà mỗi bộ long bào, mãng bào thật sự là một tác phẩm nghệ thuật. Chiếc áo năm thân là một phong cách văn hóa. Phục trang dẫn ta về lại với tâm hồn dân tộc, với tâm tư trong những cuộc chiến của các văn thân và trong phong trào duy tân cải cách đầu thế kỷ.
Từ 82.000 năm trước, nhu cầu làm đẹp đã hiện diện trong đời sống của con người. Các nhà khảo cổ của trường đại học Oxford đã tìm được những cổ vật, trong đó có món họ tin là trang sức lâu đời nhất trên thế giới hiện nay. Đó là chuỗi hạt bằng vỏ sò, được dự đoán có tuổi đời lên đến 82.000 năm. Càng ngày người ta càng khai quật được những bằng chứng cho thấy tổ tiên ta đã biết quan tâm đến việc tô điểm làm đẹp cho mình bằng các chất liệu khác nhau, nhưng đặc biệt các loại đá quý và vàng bạc luôn được các thế hệ phụ nữ từ xưa đến nay ưa thích. Vì ngoài công dụng làm đẹp, nó còn tác dụng chữa bệnh, tăng cường sức khỏe. Từ 5.000 năm trước công nguyên, loài người đã tìm ra vàng và sử dụng vàng. Người Ai Cập phát hiện ra trước tiên ở thượng lưu sông Nile kim loại quý này đã góp mặt thêm cho nền văn minh cổ đại Ai Cập. Ở Việt Nam từ rất xa xưa đã có nghề làm kim hoàn, mà các đình thờ ông tổ của nghề có mặt tại cả ba miền Bắc Trung Nam. Lịch sử ghi lại rằng làng nghề làm kim hoàn Châu Khê thuộc xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã tồn tại trên 500 năm, bắt nguồn từ Lưu Xuân Tín, quan thượng thư bộ lại dưới thời vua Lê Thánh Tông 1460-1494. Tuy nhiên, người Việt ta từ hàng ngàn năm nay đã biết chế tác đồ trang sức với trình độ nghệ thuật vô cùng hoàn mỹ. Bộ sưu tập trang sức xưa tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ năm 2007 mà bà Tú Anh là nhà sưu tập trang sức cổ tiêu biểu đã cho ta cái nhìn tổng quát nhất về trang sức của người Việt cổ trong các nền văn hóa Đông Sơn, Ốc Eo, Sa Huỳnh, Phùng Nguyên. Suốt một chiều dài lịch sử, trang sức là một trong những nhu cầu vật chất và làm đẹp của con người, nhất là phụ nữ, đã có những bước phát triển không ngừng về kiểu dáng, chất liệu, hoa văn trang trí. Trang sức người Việt cổ thường làm bằng chất liệu đơn giản, dễ tìm, giàu màu sắc. Các nhà khảo cổ học đã thống kê vào thời đồ đá cũ, con người đã biết sử dụng đến 12 chất liệu khác nhau để làm đẹp, như gỗ, xương, sừng, xà cừ, sò, ốc, trai, vàng, bạc, ngọc, đất, đá, tre. Ngay từ thời đồ đá, cách nay khoảng 3.000 đến 5.000 năm, người Việt cổ đã biết lấy đá cưa, đục, khoan, mài, đánh bóng thành đồ trang sức. Đặc biệt như bộ khuyên tai hai đầu thú bằng đá của nền văn hóa Sa Huỳnh này đã đạt đến trình độ tinh xảo và mang tính thẩm mỹ cao. Nhiều ý kiến cho rằng hình tượng đầu trâu, sừng trâu thường được gắn bó hòa hợp với hình tượng con chim trong các kiến trúc hay trong những biểu tượng và quan niệm tín ngưỡng về cái chết, người chết. Con trâu là biểu tượng về sự cân bằng, hòa hợp âm dương, sức khỏe và sự dũng mãnh của đàn ông, sự giàu sang của người sống, đồng thời là con vật có thể đưa người chết về với tổ tiên. Đồ trang sức bằng đồng rất đa dạng, nhiều chủng loại, kiểu dáng, từ những chiếc vòng đồng chạm khắc hình những con thú, những chiếc vòng chạm khắc thành những hình xoắn ốc, biểu tượng của chim muông, hoa lá, và sự vận động liên tục của vũ trụ, của kiếp luân hồi, đến những bao chân, bao tay gắn những quả chuông nho nhỏ, để trong các dịp lễ Tết hội hè, trong lúc đi lại nhảy múa, sẽ phát ra những âm thanh như tiếng nhạc theo nhịp điệu của những bước chân. Chiếc thắt lưng đồng là những mảng khối hình chữ nhật, trong có chạm khắc lá quả, trông giống như những trái dâu ta, được móc nối vào nhau thật tinh xảo, hoàn mỹ. Những hình khối móc thắt lưng khỏe mạnh, nút cài áo đóng, tất cả cho thấy sự phát triển rực rỡ của nghệ thuật điêu khắc đồ đồng thời văn hóa Đông Sơn. Trang sức vòng cổ là những chuỗi hạt thủy tinh hay đá các màu. Số lượng trang sức vòng cổ là những sâu chuỗi hạt bằng chất liệu thủy tinh như thế này đã được tìm thấy rất nhiều ở Việt Nam.
chúng có niên đại sản xuất cách đây khoảng 3.000 đến 5.000 năm. Điều làm nhiều nhà nghiên cứu ngạc nhiên là đồ trang sức thủy tinh đã xuất hiện ở nước ta sớm đến như vậy, khoảng thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ ba trước công nguyên, tức là vào giai đoạn đỉnh cao của kỹ nghệ luyện đồng và giai đoạn thoái trào của kỹ thuật chế tác đá. Đồ trang sức thủy tinh có mặt từ Bắc vào Nam theo đường sông và ven biển, với những món như vòng cổ, chuỗi hạt, được tạo dáng bằng cách ép khuôn. Các vòng chuỗi bằng đá các màu, bằng mã não hay các loại khuyên tai bằng đá này đều được các nhà khảo cổ xác định là những đồ trang sức của cư dân của các nền văn hóa Phùng Nguyên, Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo. Hạt chuỗi được làm từ nhiều loại mã não, đá ngọc màu, thủy tinh đục, thủy tinh mờ và trong suốt với nhiều màu sắc. Các loại hạt chuỗi trang sức này được phủ rộng dọc theo bán đảo Malaysia, quần đảo Indonesia, ở Philippines trong di tích Tabong. Những kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn trang sức này được du nhập từ các trung tâm chế tác xuất khẩu chuỗi hạt ở ven biển Đông Nam Ấn Độ, chủ yếu từ trung tâm Arikamedu. Điều đó chứng tỏ sự giao thương giữa các nước vùng Đông Nam Á thời đó đã rất phát triển. Chúng ta có thể liên tưởng đến Vương quốc Ai Cập xa xôi từ rất lâu đời. Những chuỗi hạt đã được xem như sự may mắn, là biểu tượng cho bùa hộ mạng. Có chăng sự giao thoa giữa các nền văn hóa cổ xưa trên thế giới? Liệu có thể với người Việt cổ, dòng chuỗi cũng được coi là bùa hộ mạng đem lại sự may mắn như người Ai Cập cổ đại? Thành phố Brussels của Vương quốc Bỉ xa xôi này cũng đã tồn tại một nền văn hóa nghệ thuật đặc sắc từ rất xa xưa. Mỗi tòa nhà, mỗi góc phố cổ kính của họ đều ngập tràn những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Trên một đường phố cổ của Brussels, con đường lát đá to gập ghềnh, chúng tôi bất ngờ bắt gặp một tiệm may quần áo. Tượng một người đàn bà đeo kính, cần mẫn ngồi khâu vá, thêu thùa, cho ta cái cảm giác thật lạ, những liên tưởng thật lạ. Những người phụ nữ trên khắp thế gian này, từ xưa tới nay, hình như công việc cưỡi canh, khâu vá, làm đẹp cho bản thân, cho gia đình, đều là nhiệm vụ hay niềm đam mê của họ. Cũng tại Bảo tàng lịch sử Brussels này, chúng tôi lại được chiêm ngưỡng những tác phẩm trang sức được chế tác từ những đôi bàn tay khéo léo của tổ tiên ta. Quả là điều đáng tự hào. Không những chúng ta mà cả người nước ngoài cũng trân trọng, nâng niu và gìn giữ những báu vật của tổ tiên ta, những báu vật của nhân loại. Nhưng phải nói, tại bảo tàng Barbier Muller ở Geneva, Thụy Sĩ này, nghệ thuật của đồ trang sức đồng Đông Sơn Việt Nam đã đạt được đỉnh cao hoàn mỹ. Ở đây có thể nói, họ có bộ sưu tập đồ đồng Đông Sơn đẹp nhất mà chúng tôi đã từng được chiêm ngưỡng. Những chiếc vòng ống tay, ống chân được chạm khắc hoa văn tinh xảo, có gắn nhạc chuông đẹp đến kinh ngạc. Ở Ấn Độ khi múa, họ cũng đeo lục lạc vào người. Người Thái khi múa xòe tình tứ, nhưng chiếc nhạc nhỏ lại được đeo vào phía dưới các ngón tay. Đặc biệt, các nhà khảo cổ học cho rằng chiếc khóa thắt lưng ở bảo tàng Barbier Muller ở Geneva, Thụy Sĩ là chiếc khóa thắt lưng đẹp nhất của Đông Sơn thời Hùng Vương. Chiếc thắt lưng được trang trí độc đáo bởi hai tấm đồng hình tròn ghép vào nhau tạo thành hình mặt trời nhiều cánh. Phần đuôi nối với da là hai tượng hình con rùa nhỏ rất đẹp. Kỹ thuật đúc thật tinh xảo. Thắt lưng hình con vạc này quả thật trình độ thẩm mỹ cũng chẳng khác xa gì chúng ta ngày nay. Thật khó tưởng tượng hai chiếc thắt lưng đồng này đã được ông cha ta sáng tạo nên từ cách đây cả hàng ngàn năm.
Đây là giáp đồng che ngực của chiến binh Đông Sơn. Giáp trang trí phủ kín hoa văn có hai loại hình vuông và hình chữ nhật. Có giáp chạm khắc cả đoàn người đội mũ lông chim đang chèo thuyền. Những chiếc vòng đeo chân này có những hình khối nổi lên như những bầu sữa mẹ đối xứng nhau trông thật lạ. Chúng tôi chưa tìm ra được câu trả lời cho kiểu dáng của những chiếc vòng đeo chân này. Hy vọng trong một thời gian không xa, các nhà chuyên môn sẽ sớm tìm ra câu trả lời.